Huyện Xuyên Mộc sẽ là điểm đến cuối cùng trong chương trình Hòa Nhập Phát Triển trưa nay. Thưa quý vị, nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, tăng cường triển khai phong trào chống rác thải nhựa, đồng thời kế quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bào Lâm, huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ ra mắt mô hình từ phế liệu triệu phần quà tại chi hội phụ nữ ấp Hai Tây. Thực hiện mô hình từ phế liệu triệu phần quà, chi hội phụ nữ ấp Hai Tây, xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc vận động hội viên phụ nữ thu gom phân loại rác thải tái chế trong gia đình đưa về điểm tập kết để bán, gây quỹ vì phụ nữ khó khăn. Tại buổi lễ ra mắt mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bầu Lâm đã trao tặng 20 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 70 thùng đựng rác thải cho hội viên trên địa bàn. Dịp này, Công an xã Bầu Lâm cũng kết hợp tuyên truyền an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cho cán bộ, hội viên phụ nữ.